Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới 6 cà phê sáng của buổi sáng ngày thứ 5 và thời tiết ngày hôm nay sương mù ở biển và kéo dài đến Westminster. Mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi sau đây Thủy. Dạ vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay đó là sương mù rất là dày đặc, cũng chính vì vậy mà nhiệt độ ở Westminster với Garden Grove hôm nay không lên cao, buổi trưa 62, 63 độ thôi thưa quý vị. Và đến vào ngày hôm nay đó thì cũng có gió, bắt đầu là buổi tối sẽ mưa, nhưng mà dự báo thời tiết cho thấy là bắt đầu từ 10 giờ tối ngày hôm nay đó là chắc chắn là sẽ mưa, mà còn mưa lớn nữa và kéo dài luôn qua cho đến 7 giờ sáng ngày thứ 6. Như quý vị thấy, đến 7 giờ sáng sau đó mưa tạnh, nhưng mà rồi ngày thứ 6 vẫn tiếp tục rất là âm u, mây mù nữa, và đến chiều thì lại có những cái trận mưa nhỏ nhỏ, và qua đến ngày thứ 7 thì mới bớt mưa đi, và ngày chủ nhật thì là nắng lên. Nói chung là ngày hôm nay đó, đến chiều quý vị vẫn chưa có bị mưa đâu, nhưng mà qua ngày mai quý vị đi đâu ra ngoài đường thì nhớ cầm theo cây dù. Sáng nay chúng tôi đọc một bản tin cũng hơi lo cho khu vực phía Bắc California là San Francisco. Các chuyên gia về địa chấn học cho biết là có nhiều nguy cơ xảy ra một trận động đất sắp tới, mà nếu xảy ra rất là nguy hiểm cho khu vực này. Hy vọng không xảy ra điều đó. Người ta cũng đã từng tiên đoán về một big one, một trận đại động đất sẽ xảy ra 6,9 hoặc là lên tới 7 chấm. Nhưng mà mình đến giờ phút này cũng tiên đoán cũng đã nhiều năm qua rồi, hy vọng không xảy ra tình trạng đó. Nếu xảy ra lúc này thì rất là nguy cho California. Chúng ta vừa thoát ra khỏi đại dịch, bây giờ phải đương đầu với thiên tai. Thị trường tài chính ngày hôm nay tiếp tục biến động lên xuống vô cùng. Họ vẫn còn theo dõi tình hình chiến tranh, và hôm nay là ngày thứ 7, và đặc biệt ở châu Âu, các nhà thờ sáng nay họ đã đổ hồi chuông, 7 tiếng chuông, và kéo dài trong 7 phút đồng hồ để tưởng nhớ đến những người đã hy sinh. Liên Hiệp Quốc thì nói rằng khoảng 200 người thiệt mạng, Ukraine thiệt mạng, nhưng mà bên phía chính quyền Ukraine thì như chúng tôi đã từng loan tin, con số lên tới 2.000, thì chưa biết ai đúng được, bởi vì thực sự những con số mà cả hai bên Nga và Ukraine đưa ra vào lúc này đó không có nguồn tin độc lập kiểm chứng. Mặc dù chúng ta có các phóng viên của Hoa Kỳ và quốc tế có mặt tại chỗ từ Nga cho đến Kyiv và các thành phố ở Ukraine, thế nhưng họ cũng ở trong những nơi trú ẩn và họ cũng nghe những cái tin tức từ các giới chức của Ukraine đưa ra mà thôi. Thế nhưng sáng ngày hôm nay thì Liên Hợp Quốc nói 200 người thiệt mạng, và các mối quan tâm về chiến tranh này, đồng thời các nhà phân tích họ cũng mỗi một ngày họ phân tích xem nền kinh tế của Nga sẽ ảnh hưởng như thế nào sau hàng loạt những cái lệnh cấm vận từ quốc tế bao gồm Hoa Kỳ này. Dow Jones đang xuống 151 điểm lúc mở cửa sáng nay, xuống khoảng 8-90 điểm. Nasdaq xuống tới gần 200 điểm, thưa quý vị. S&P 500 xuống gần 30 điểm. Thị trường châu Âu cũng tụt giảm, bởi vì các chuyên gia kinh tế ngày hôm nay họ nói lệnh cấm vận, nếu Nga bị ảnh hưởng thì phía khu vực châu Âu cũng bị ảnh hưởng luôn. Chuyện đầu tiên là giá năng lượng, nhiên liệu đều tăng hàng loạt trên toàn thế giới. Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa, khí đốt rất nhiều, chúng ta không lệ thuộc vào ai. Nhưng đồng thời cái nguồn sản xuất này cũng bán, giao dịch trên thị trường thế giới, và người dân Mỹ cũng trả với cái giá dầu tương tự như thế giới vậy. Mặc dầu rẻ hơn một chút xíu, nhưng mà châu Âu trả rất cao, đó là lý do
thị trường châu Âu, Hoa Kỳ ngày hôm nay tụt giảm. Châu Á thì hơi trộn lẫn, Nikkei thì lên lại sau một thời gian tụt giảm. Nikkei hôm nay lên 184, Hồng Kông lên được 123 và Thượng Hải xuống 3 điểm. Công trái phiếu 10 năm hôm nay xuống chút xíu 1,85%. Ông Jerome Powell, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang ngày hôm qua, trong cuộc họp vào tuần lễ này tuyên bố sẽ tăng phân lời .25%. Dầu hôm nay xuống được 94 sen nhưng quý vị nhìn thấy ở mức cao chưa hề có 109 đồng 66 sen, và giá xăng nhất là ở Los Angeles và một số cây xăng ở quận Cam đã vượt quá 5 đô la thưa quý vị một ga lon. Vàng lên được 6 đồng 1.928 đồng 30 sen. Nói về ảnh hưởng của nền kinh tế Nga, một chuyên gia chuyên môn xuất hiện trên YouTube, về kể cả anh cũng được mời lên đài truyền hình. Anh là một người Nga còn trẻ, thế nhưng là một người triệu phú bởi vì trong thời gian qua anh đầu tư vào thị trường chứng khoán. Đây là Alexander Bumanov. Và ngày hôm qua người ta thấy anh xuất hiện trên trang mạng truyền thông xã hội và cầm một chai bia hay là một chai cocktail của Nga và tuyên bố xin tưởng niệm hoặc là an nghỉ cuối cùng. Ý anh nói đến thị trường chứng khoán của Nga. Anh nói rằng tôi không thấy được tương lai của một chứng khoán Nga. Và vì thế, giống như một lời tưởng niệm đưa tang cho thị trường chứng khoán Nga. Đóng cửa liên tục thưa quý vị, hôm nay cũng tiếp tục bởi vì vừa mở ra người ta bán tháo. Và thực ra thì với cái lệnh cấm vận như thế thì các cổ phiếu của Nga không còn giá trị gì hết. Một ngân hàng Nga hôm nay giá trị còn có 1 sen, một cổ phiếu thôi. Và thậm chí cũng biến mất luôn sau khi quá nhiều người rút tiền. Thì anh Bumanov là một trong những người đầu tư và anh nói thôi, chuyện mà tệ hại nhất có thể xảy ra với tôi là tôi sẽ trở về đóng vai trò Santa Claus, ông già Noel. Cách đây 25 năm, thuở mà Hàn Vi đó, lúc mà nghèo nhất đó, anh đã từng phải xuất hiện ở các mall ở thủ đô Moscow để giả là ông già Noel. Thì Bumanov nói rằng tôi cũng sẽ như nhiều người bạn khác. Bây giờ nhìn thấy cái nguồn tiền của anh để trong chứng khoán nó không lấy ra được và biến mất luôn. Anh chỉ còn được số tiền mặt để dành, lẽ đương nhiên cũng có đồng đô la. Nhiều người nói rằng họ cũng để dành được một ít đô la ở nhà. Nhưng mà nói sau khi xài hết rồi thì không biết tiền ở đâu mà xài. Đó là mối quan tâm lớn nhất hiện nay ở Nga. Có những thiếu nữ họ xài iPhone đó, khóc quá trời luôn, họ nói mở lên không có xài được gì hết. Rồi muốn sử dụng iPhone Pay cũng không sử dụng được luôn. Thì đó là một cái vấn nạn rất lớn, đặc biệt cho giới trẻ ngày nay, họ không có thể liên lạc được gì với nhau sau khi Apple, Microsoft, Google rút ra khỏi Nga. Và sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, tuyên bố là họ đã chính thức mở một cuộc điều tra về Nga xâm lăng Ukraine. Thì ông Karim Khan, thưa quý vị, Chief Prosecutor của ICC đó, cho biết là họ đã cử một cái phái đoàn gồm các điều tra viên trên đường đến Ukraine rồi, nhằm thứ nhất mục đích là họ tìm những cái bằng chứng về tội ác chiến tranh hoặc là tội ác diệt chủng mà đã được quân đội Nga thực hiện ở Ukraine. Mà chẳng hạn như là chỉ mới cách đây 1-2 ngày quý vị nghe nói là những cái báo cáo là quân đội Nga đã sử dụng những cái cluster bombs đó, bombs là và bắn thẳng vào những cái khu vực của nhà dân. Thì bây giờ phái đoàn của ICC họ đi đến tìm những cái bằng chứng như thế này. Thì được biết là cái việc điều tra đó là đã được sự giới thiệu của 39 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Vương quốc Anh rồi Đức vân vân. Thì cái việc mà có sự đồng thuận của hơn 39 quốc gia như vậy đó đã tiết kiệm được vài tháng cho ICC để mà họ khỏi phải nộp đơn rồi xin sự chấp thuận từ tòa án The Hague. Và được biết là ông Khan cũng nói thêm cái cuộc điều tra này của ICC không chỉ riêng cái cuộc xâm lăng lần này ở Ukraine mà sẽ tính luôn cái khoảng thời gian vào tháng 11 năm 2013 đó thưa quý vị. Đó là dẫn đến cái cuộc
cuộc Nga đã xâm chiếm được Crimea, thì bây giờ ICC họ gộp hai cái việc này, họ điều tra cùng một lúc. Và bên cạnh đó đó thì chính phủ Anh cũng vì cái những cái lệnh cấm vận lên phía Nga, mà đặc biệt là những cái công ty rồi những cái tỷ phú cá nhân mà làm ăn ở tại Vương quốc Anh nhưng mà có mối liên hệ với Putin đó, thì chính phủ Anh vào sáng ngày hôm nay bất ngờ bị chỉ trích, đó là hai đảng đối lập với nhau thưa quý vị. Đảng Lao động họ đã tố cáo là phía đảng Bảo thủ đã nhận một cái khoản tiền quyên góp là lên đến hơn 80.000 bảng Anh từ phía Nga, mà bây giờ đó đảng Lao động họ phát hiện là cái số tiền quyên góp này là do một người vợ cũ của một trong những bộ trưởng của Putin đã quyên góp cho phía đảng Bảo thủ. Và sáng ngày hôm nay đảng Bảo thủ của Anh họ đã từ chối trả lời về cái số tiền quyên góp này. Và chúng ta tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.